Cô Hai Thương chào cả nhà nhé. Chào cả nhà một buổi sáng mùa thu thật là tuyệt vời. Một buổi sáng mùa thu rất là ý nghĩa là vì miền Trung đã trải qua một trận mưa lũ rất là dữ tợn luôn cả nhà. Trải qua một mùa lũ rất là dữ tợn luôn, vừa trải qua luôn đó cả nhà, rất là thương những người con miền Trung. Không biết nói gì hơn cả, chỉ cầu mong cho mọi người được bình an, thật nhiều sức khỏe cả nhà nhé. Và hôm nay cô Hai Thương thấy bầu trời nặng nhẹ nhẹ thổi, và nặng nhẹ và gió cũng nhẹ. Trường học thì rất là bình yên. Cô Hai Thương cũng đang nao nao cả lòng. Có lẽ tâm trạng của rất nhiều người như vậy đó cả nhà. Thơm lắm này. Qua đợt lũ rồi mà hoa nguyệt quế vẫn nở tuyệt vời luôn cả nhà nhé. Vẫn sót lại, vẫn thơm, vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt lên cổng trường nhà cô Hai Thương nhé cả nhà. Rất là tuyệt vời luôn. Không biết có quả mít nào chín mà nghe thơm quá. Quả này chín chưa biết. Quả nào chín mà thơm lắm. Thơm cái mít này lại thơm nức luôn cả nhà. Chỉ cần chín, bắt đầu chín tới là thơm ngào ngạt đấy. Ống nhà cô Hai Thương này. Ống nhà cô Hai Thương. Ôi trời, hoa lan. Hoa lan sau đợt mưa lũ rất dài, rất dữ mà hoa lan cứ nở rực rỡ luôn. Hoa lan cứ nở rực rỡ luôn cả nhà nhé. Hoa trắng rừng cả nhà này. Hoa trắng rừng nở tuyệt vời chưa. Ok, nở tuyệt vời luôn cả nhà này. Hoa trắng rừng nở tuyệt vời luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn ạ. Thơm nhá. Hoa lan này cũng thơm mà cái hoa trắng này thơm lắm cả nhà này. Thơm lắm. Hoa lan này nó thơm một cách dịu ngọt đó. Hoa lan này nó thơm dịu ngọt luôn cả nhà này. Cái giỏ hoa lan mà nặng trĩu luôn cả nhà. Nhấc từ đầu cổng bên kia sáng mới bừa cổng bên này mà mệt lử luôn. Đẹp tuyệt vời lắm cả nhà nhé, thơm lắm, đúng là thơm thơm ngọt ngào luôn. Hoa lan này nhà, hoa lan này mà cả nhà có là biết liền à, vì mùi thơm nó ngào ngạt luôn, thơm nó ngọt á. Không hiểu sao mà cái hoa lan này nó không thơm nồng nàn như hoa lan quế, nó thơm ngọt ngào nhẹ nhẹ như kiểu gió mùa thu cả nhà. Như kiểu nặng nhẹ của mưa thú và gió mưa thú cả nhà. Thơm lắm, thơm dễ chịu lắm. Ông nhà cô Hai Thương này tấp nập luôn nhá cả nhà nhá. Tấp nập ra vào luôn này. Đó. Đang không cho vô tổ. Đưa hoa của núi rừng về tấp nập với cả nhà. Đó, chạm vào nhẹ nhẹ nó thì nó không có đốt đâu cả nhà nhá. Cô Hai Thương cũng không mấy khi bị ống đốt đâu. Đó, tuyệt vời lắm cả nhà này. Đó, tuyệt vời lắm cả nhà nhé. Đó, hoa tuyệt vời lắm cả nhà nhé. Hoa mùa thu này là
Hoa mùa thu này là không biết hoa gì đó thầy. Hoa gì mà nở vào mùa thu mà có hoa đẹp thế thầy. Hoa màu trắng, hoa có nhụy trắng và nhụy vàng. Đó, hoa có nhụy trắng và nhụy vàng. Các con thi nhau này. Các con thi nhau đưa về này. Đó, các cô nàng ống chăm chỉ đi lấy nhụy hoa từ khắp các dãy núi hùng vĩ trùng điệp xa xa kia để đưa nhụy hoa về nhà cô Hai Thương này. Đó, cả nhà thấy không? Tấp nập luôn, tấp nập luôn. Đó, chén vào, chén vào. Chén vào. Đó, cả nhà thấy không? Tuyệt vời chứ, nhụy hoa thôi rồi luôn. Nếu nếu mình chạm vào mà không có làm sao nó thì nó cũng không có đốt đâu cả nhà nhé. Ông nhà cô Hai Thương rất là hiền luôn. Ông nhà cô Hai Thương là được học trò hay hay đùa giỡn hay chơi hay sao chứ hiền lắm, không có giữ, không có đốt ai mấy đâu. Đó. Nhì vang cả nhà, nhì vang luôn. Các loài hoa rồi hoa của núi rừng rồi là các loài